Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày đầu ra quân thực hiện tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải khách và container, lực lượng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản xử lý 248 trường hợp vi phạm. Trong số 248 trường hợp vi phạm bị xử lý có 211 xe khách, 37 xe container, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và phù hiệu vận tải 20 trường hợp. Riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử lý 107 trường hợp, trong đó có 86 xe khách, 21 xe container, phạt tiền hơn 160 triệu đồng, chủ yếu là các lỗi vi phạm về tốc độ, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải trên toàn quốc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ thông qua thiết bị giám sát hành trình phương tiện vận tải khách. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc cán bộ chủ động khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, camera lắp đặt trên xe kinh doanh vận tải, rà soát kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, cảnh báo xử lý theo quy định đối với các xe vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Chỉ đạo thanh tra sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng vi phạm về hành trình, lịch trình chạy xe. Thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc hợp đồng, ngày giờ, địa điểm đầu, địa điểm cuối và các điểm đón trả khách trên hành trình vận chuyển, cự ly hành trình vận chuyển, số lượng hành khách được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, tình trạng người dân trèo qua giải phân cách để băng qua đường diễn ra khá nhiều, gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Mới đây, trên quốc lộ 5, đoạn qua đường Chợ Cái, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm do chính nạn nhân trèo qua giải phân cách cao để băng qua đường. Khi vừa bước xuống khỏi hàng rào, người này bị một chiếc xe ô tô đâm tử vong tại chỗ khi chưa kịp sang bên đường. Còn tại bất kỳ tuyến đường nào có giải phân cách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người dân trèo giải phân cách dễ dàng sang đường. Đáng nói là nơi sang đường đúng quy định chỉ cách đó không xa. Nên là em trèo qua tận thế thôi chứ thực ra thì em không muốn trèo đâu, tại em đi bộ nên đi vòng nó hơi xa nên là em trèo qua giải phân cách sang bên đây. Với lưu lượng phương tiện nhiều, di chuyển với tốc độ cao, tuyến quốc lộ 1A luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc người dân trèo qua giải phân cách để qua đường đột ngột khiến nhiều phương tiện không tránh kịp, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ mà còn gây cản trở giao thông. Tình trạng này đã diễn ra thời gian khá dài nhưng không ai bị xử lý. Tôi thấy mọi người dân đi qua giải phân cách đây là trèo qua cũng rất là nguy hiểm, nhiều khi là tiện đường là trèo qua là mình băng qua giải phân cách là làm người ta bất ngờ thì sẽ dễ xảy ra tai nạn. Để giải quyết tình trạng này, đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân sống hai bên đường và người tham gia giao thông chấm dứt tình trạng tùy tiện băng qua giải phân cách, xử lý nghiêm một vài trường hợp trèo qua giải phân cách qua đường gây nguy hiểm cho người khác. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.